vô đây để mình hấp. Mình hấp, nếu mình không hấp mình bỏ vô là nó sẽ bị rã. Hấp như vậy cho nó chắc ăn. Đó. Xong. Khoai mì. Giờ mình bỏ vô đây nha. Bắt nước sôi sẵn. Mình hấp, mình để nắp lại. Rồi bây giờ mình nấu. Bên đây là nước đường. Nấu cho nước đường nó tan ra rồi nè. Để chờ cái này sôi xong mình sẽ bỏ vô. Giờ mình nhắc xuống mình làm cái nồi nước cốt dừa nha. Sau khi sơn thì cho nó đặt lại. Đó. Cốt mình bỏ thêm xíu đường. Xíu muối đi. Muối mình bỏ vô xong rồi. Vậy cho tan đường. Bao lâu thì cái hạt bên kia nó sẽ chín chỗ hấp đó. Bên đây hả? Tầm 5 phút, 10 phút mình hấp cho nó cứng lại được, không cần phải chín quá tại không còn nấu nữa hả? Để mình có thấy có 2 cục chín rồi. Lại thấy còn sót 2 cục rồi. Đâu có biết. Cái này là nước đường đúng không? Đây mình quậy cho nó ngừng sôi bên này, bỏ nước cốt dảo vô. Sau đó mình có nước cốt dảo này vô. Đó, cái cạnh. Đây là xíu bột năng. Để cho cái kia nó sôi lên rồi mình bỏ này vô. Năng vô cho nó đặc lại. Bột năng hả? Bột năng. Rồi giờ bỏ vô. Là tí cái nước cốt dừa này nó đặc sệt đúng không? Nó sệt sệt lại xíu. Đừng bỏ nhiều quá nó sệt cũng không. Không ngon. Ồ, nghe cái nồi bên kia nó bốc hơi nè. Nóng. Chín chưa ta? Chưa chín đâu. 5 phút nữa. Đây, mở ra thử nha. Ồ. Chưa. Mở xíu đi. Trời. Ít bột năng hả ta? Vừa đó thấy mấy cái xung quanh là nó bắt đầu. Nhỏ xuống. Trời. Lửa nhiều quá nó khét, nó đen hay dành bên nữa. Yeah, nước cốt dừa xong chưa? Quậy xuống xong. Đặt rồi ha. Đó, đặt ngon rồi. Cho nó chín cái bột. Rồi, bắt xuống là bỏ xong bỏ cái gì lên? Ủa,
bên. Mình bỏ nước đường lên. Ok. Để mình luộc nấu. Đường bỏ thêm vàng nó dưới luôn nha. Ở dưới vô nó thơm mà hay là đẹp thôi? Hả? Thơm hay đẹp? Là dưới vô nước đường á? Cho nó thơm. Ừ. Cái này là nãy luộc một đợt rồi nè. Đó, nó cứng cứng gì mình bỏ vô được rồi. Rồi, mình bỏ vô trước ha. Bỏ vô trước này luôn hả? Đúng rồi. Những cái kia phải hấp cho thật chín. Wow. Đây là màu lá dứa. Màu tự nhiên chứ. Đúng rồi, màu lá dứa, màu đậu biếc và màu lá cẩm. Màu lá dứa, màu đậu biếc và màu lá cẩm. Bốn màu. Đó, đẹp ạ. Ở trong hình không thấy đẹp không? Chưa. Không thấy nó đậm, nó rõ nét đấy. Tại vì khói á. Khói nó bốc hơi, che luôn cái camera. Bên này nó bốc hơi quá chừng này, không biết nó chín chưa à? Chưa đâu. Ồ, wow, trong này đẹp quá. Nhìn hấp dẫn ha. Giống viên bi tròn. Không, à, như vậy mình cũng bỏ vô được. Nhưng mà kèo này kêu là cái này kêu là cái gì vậy? Khoai mì. Hả? Khoai mì hả? Ôi đẹp quá. Mình nạo xong rồi mình dắt nước ra cho nó khô. Quá ra. Đẹp luôn. Chưa có chín. Quá. Cứng này. Lại bên này xem. Bên này thì bao lâu nữa nó mới chín nếu mà mình nấu trong nước đường ấy? Này hả? Thường là người ta bỏ nó cốt vô luôn á. Bỏ nó cốt vô này luôn hả? Hay là mình ăn bỏ vô chén vô tô rồi mới bỏ vô? Hay nấu là bỏ nó cốt vô luôn. Ừ. Còn mình nấu mình để mình lấy nó cốt riêng cho nó đừng mình ăn không hết mình để nó không hư. Yeah. Mở lửa lên cho nó sôi phừng phừng. Rồi vậy thì chị bỏ cái đợi cái này chín xong bỏ vô đây, xong bỏ nó cốt mẹ lên thôi. Anh nhìn thích nhìn cái nồi đang hấp này nè, cái nồi đang hấp mấy cái hạt trong cái nồi đang hấp mấy cái viên á, trời ơi đẹp, nhìn đã. Bây giờ bếp này là xài bằng ga heo. Ga chuồng heo. Bioga. Bioga cho nấu thoải mái luôn. Rồi bây giờ xem cái bên kia chín chưa là bỏ vô luôn ha. 1 2. Ô. Ơi. Bây giờ con đỡ con em bé lại. Con qua học mang kia với bàn đi rồi lát xem em bé. Cho. Nóng không? Đẹp quá ha. Để coi nó cứng chưa, để bỏ vô nó rã nè. Ồ, rã ra rồi kìa. Chưa chín. Chưa chín là sao nè? Mới thôi à. Để tầm 10 phút nè, đẹp không? Màu đẹp không? Quá đẹp. Lá cẩm nè. Lá cẩm hồng, đầy lá cẩm tím. Đủ mèo nhà, có đủ đồ làm bánh. Thôi đừng có mở ra nữa, tầm 5 phút không mở. Chưa chín nè. Rồi cái này giờ sao, nếu mà nó chín sôi lên là chín thôi hả? Hả, cái này hả? Cái này thì giờ nãy hấp nó chín rồi, giờ nó cũng chín rồi. Rồi. Này mình đáng lẽ bỏ đường bỏ, bỏ lên nhìn vô cái giá máy viên anh xem nè. Để đấy đấy. Với màu xanh. Này nó đáng lẽ mình bỏ đường thốt nốt vô nè. Có đường thốt nốt đặc, màu thơm ha, dạ, màu đặc. Có mua đường quá. Để đường chát. Wow, nhìn đã quá. Này mình mài xong mình dắt cho nó hết.
bỏ vô đơn giản mà. Ừ. Thơm á, mùi mùi mấy cái lá dứa thơm quá. Ê, màu lá dứa nè. Màu lá dứa là màu màu, màu này, xanh này, này. Xanh nhạt màu đúng không? Màu vàng biết sao. Màu xanh vàng vàng hả? À. Là màu lá dứa hả? Tại vì nó đẹp á. Tại vì mình phải pha thêm màu chứ mà lá dứa mà xanh tự nhiên là nó vàng vàng vậy đó. Chứ nó không có xanh ta bán, không biết ta làm sao, chắc bỏ thêm cốt cốt đẹp á. Rồi bây giờ mình chín chưa, khi nào nó sôi mới chín hả? Không, cái này nãy giờ mình lấy ra nó hơi nó bốc ấy, để nó lâu cho nó chín nha. Còn cái này nè, trong cái nồi có chè rồi nè, trong chè có này, đường nè. Chè chắc chín rồi. Nếu mà nó sôi là chín đúng không? Chín là rồi. Bắt đầu múc ra chén thôi gì? Chè này chín rồi, khi hấp luôn rồi. À bây giờ để cho nó sôi lên tí hả? Nó sôi lên xong mình múc hai chén cho hai bạn nhỏ đi, hai bạn nhỏ ăn trưa xong, hai bạn nhỏ ngủ. Sôi rồi, cái này sôi rồi. Cho nó sôi sôi sùng sục lên đi, nhìn cho đã. Đó thơm, thơm lá dứa. À, cái màu này cái màu đậu biếc nè, mà giờ nó giống như màu lá dứa. À, màu mình pha đậu biếc mình xay ra đúng không? Đúng xay rồi. Nước ra đúng không? Giống màu lá dứa. Màu là màu tự nhiên, pha nguyên chất từ các loài lá. Màu là lá hoa đậu biếc nè, màu lá cẩm nè, rồi màu lá dứa nè. Cây. Cây nhà lá vườn 100% các bạn ha. Còn những cái viên này là mình làm từ cụ gì anh, cụ sắn hả? Cụ mì. Cụ sắn ha, có nơi gọi là cụ mì, còn mình gọi là cụ sắn. Cụ này. Đây, cụ này các bạn. Còn mấy cái nhỏ nhỏ không dám vào, đứt tay. Này để hấp ăn. Đấy, củ sắn á, mình gọi củ sắn, còn quê bạn gọi là củ mì. Củ hơi nó bốc lên nó sôi đã ăn. Vậy là chín thôi gì? Quá ngon quá thơm. Thơm cái mùi mấy lá dứa bốc ra thơm. Wow, cái này chín chưa? Chắc đẹp luôn á. Quay cho đẹp. Hai tay chứ, hai tay chứ. Oh, wow, đẹp quá. Vừa mới hấp xong nó đẹp hơn á. Rồi bỏ vô nha. À, đã quá ha. Nó cứng nè. Ừ. Cứng để mình bỏ vô nó bị rã. Quá đã. Quá đẹp. Đổ xuống có hư không à? Rồi, đầy son, đầy nồi, quá đẹp. Mấy cái này cái màu nó còn tươi này, nhìn đẹp nè. Đẹp chưa? Quá đẹp. Tím này tươi. Ồ, mà nhìn ở trong hình nó nhạt màu hơn không mày? Nhạt hơn màu thật hả? Màu thật quá trời đẹp. Thêm vài phút nữa. Chín rồi, thật ra mình hấp thì nó cũng chín rồi. Nhìn thơm quá. Dừa. Thơm quá luôn á. Mùi lá dứa nó bốc lên nè. Thơm đẹp lắm nha. Ừ. Hồi nãy tính làm thêm màu cà rốt nữa. Cà rốt là màu cam đó. Wow, quá đẹp luôn. Wow. Yeah. Giờ cái nào em... chín mình đưa ra một chén này, hai chén cho hai bạn nhỏ này, xong tí mình làm một tô riêng, một tô lớn luôn. Đưa cái chén sắc đây ha, cái chén sắc đây ha. Giờ là đây để quay nào, đưa lên nào, đưa lên sắc đây nào. Rồi, ok. Nhiều màu, nóng 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 sắc nóng nóng.
Rồi, quá đã. Wow, quá đẹp. Nóng à? Và bỏ qua nè cái tâm thức này. Thêm tí nước không? Thêm tí nước không? Thiếu nước không? Wow. Đó. Wow, đẹp quá. Từ từ nào, từ từ nào, từ từ nào, từ 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 từ. Wow, đẹp quá. Rồi chén bên này. Cứ vô nhẹ nhàng. Quá đẹp. Thêm nào. Thêm một nước chiếc phát dừa nữa. Là còn thiếu gì nữa? Mè hả? Mè. Từ từ. Rồi. Chắc chưa? Quá đẹp. Trang trí thêm một miếng lá dứa. Đẹp chưa? Quá đẹp. Đã quá trời. Rồi, kêu nước ra. Còn nóng chứ không được. Đem cho hai bằng nhỏ ha. Nóng quá không bỏ này cái mâm. Trời, đi theo hai bằng nhỏ nè. Cái mâm mâm nó to quá, mâm này nè, con mâm này trên nè. Đấy. Rồi, cho hai bạn nhỏ. Hai bạn ơi, hai bạn đang làm gì đây? Gì đâu? Ô, bằng bông làm gì vậy? Bằng bông làm gì vậy? Cô ơi, bằng bông làm gì vậy? Bông đang ăn hủ tiếu hả? Còn bằng nước? Trời ơi, mình ra ăn chè nào, dọi nào, đi. Đang chè đẹp lắm. Ôi trời mưa các bạn ơi. Trời đang mưa, trời đang mưa, trời đang mưa. Bông ơi, bằng nước đâu rồi? Rồi bông, bông ra ngồi bằng nước nào. Hai bạn ra ngồi ăn chè nào. Ủa làm gì đợi cái chè rồi ngồi xuống ăn chè nha. Quá đẹp luôn. Đúng rồi. Rồi, mời hai bà tư thôi nha, nóng nha, nóng nha. Nóng lắm. Em làm cái tô kia to anh lên nha. Sẽ xin. Thổi nha, đang nóng lắm. Ủa, bị thổi chứ. Bông bông. Bông làm gì vậy? Bông bông cầm cái lá gì vậy nước? Thổi nào, thổi nào. Nước nóng không con? Cho ba xem nào. Wow, ngon quá. Nhưng mà con bị thổi chứ. Bằng nước ăn cái gì vậy? Cái lá đó là để làm cho đẹp thôi, trang trí cho đẹp thôi con. Bằng nước ơi, bằng bông đưa một cái lên giống như như bằng nước cho dường xem nào. Đây nè. Trời ơi, hai bằng ăn cái lá gì vậy chứ? Không ăn chè đâu. Nhưng mà chè đẹp quá chừng mà, ngon mà. Thổi nha, thổi xong đáng nha. Ăn chè rồi ăn lá. Trời đất ơi. Hai bằng làm gì vậy? Ai múc cái nước đường với nước cốt dừa trong đó bằng cái lá, lấy cái lá múc giống bằng bông vậy kìa đó, lấy cái lá múc nước dừa bên trong này xong bỏ lên đây này, giống như thay vì mình bỏ một cái muỗng ha, đó mình lấy cái lá đó, con để ngựa cái lá lên, để ngựa lá lên như vậy nè, đó rồi xong bỏ nước vô nè, bỏ nước vô đây, bỏ cái này qua đây tí nha, để tí lấy nha, đó hai bạn ăn nha, múc nước đường ăn đi con, thổi. Wow, bằng nước kìa, bằng nước kìa, bằng nước kìa, bằng nước thôi, ngồi nha. Wow, hấp cái nước dưới đường ngon lắm con, đường với nước cốt dừa. Bằng bông ăn luôn nào. Wow, thôi nha, thôi nha. Wow, con ăn được một viên rồi đó. Bằng bông nào. Thổi con, thổi chứ thổi. Thổi bằng bông ơi. Thổi nữa bằng bông để thổi cho 5-6 lần cho nó nguội con. Không ơi nóng lắm. Thổi nữa chứ. Wow, bằng nước thổi nè. Bằng bông thổi với bằng nước luôn đây. Hai bạn thổi xem cái viên nào nó nguội trước.
Wow, bằng nước nóng không? Nóng không? Không. Bằng bông, nóng không con? Thổi tiếp đi. Bằng nước ăn hay quá ha, bằng nước thổi nhanh quá ha. Bằng bông thổi đi chứ. Còn đây là tô của mình. Ba. Ơi. Con ngồi đây cũng còn xem em bé rồi cá. Tô của ba nè. Ba to không? Wow, ngon quá. Nước cốt dừa nè. Nhìn thèm quá trời đất luôn. Nước nhìn cái này chạy nước miếng không nước? Nước nhìn cái này chạy nước miếng không? Con nói cái câu đó giúp ba nè. Nhìn sao? Nhìn cái này sao nước? Qua đây này, qua đây, qua đây. Nhìn. Hả? Nói cho ba nào. Wow, thổi chứ. Ba xin lỗi. Con thổi cái đó, con thổi con uống xong nè. Làm lại con uống cái này đây chứ. Ngon đến chảy nước miếng luôn rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Đến lượt mình thưởng thức nó. Thôi mình làm 3 viên 3 màu luôn cho nó đặc biệt. Màu tím nè, màu xanh này nè, cái màu gì nữa, có 2 màu này mới đúng không, màu thêm màu này nữa. Viên này nó có mè ăn ngon nè, nó đội viên nào có mè. 3 viên màu vàng đó, 4 viên 5 viên. Wow, quả đã luôn. Trang cho tí đường lại thổi đó. Ngon. Ngon quá bà con ơi. Bây giờ mình sẽ cùng ăn nha. 1, 2, 3. Chào các bạn, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Quá ngon luôn. 5 viên, mình ăn lần 5 viên luôn. Chào các bạn. Bây giờ mình ăn lần 5 viên luôn nha. 5 viên nè. Đó, mình thổi đó. Nóng quá. Trời mưa mà ánh sáng nó chói chang quá trời. Xin mời cả nhà nha. Wow. Ngon quá. Ngon em ơi, nước thanh. Nước thanh nó đậm đà ghê á. Đã. Sau lưng mình là vườn dừa của nhà ngoài. Ngoài bằng nước. Chào cả nhà nha. Ngon quá. Quá đã. Thêm 2 viên nữa. Ngon quá. 2 viên, 3 viên luôn. 3 viên nha các bạn. Xin mời. Wow, vừa nóng vừa ngon. Vì nó ngọt thanh lắm. Nó cái mùi lá dứa thơm gì đâu á. Đặc quá. Ngon lắm các bạn ơi. Đây, bà xã mình nấu món chè viên hạt mì. Chè viên mì hay là sắn gì đó. Màu sắc của nó là các loài màu nhiên. Màu tự nhiên trong nhà. Bao gồm có màu lá dứa nè. Màu lá cầm nè. Màu lá đầu biếc. Nước cốt dừa. Đường. Và lá dứa. Đây là phần trang điểm mè ở trên. Trang điểm mè ở trên nó nhìn rất hấp dẫn các bạn thấy không? Đấy. Mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Cái chè này kêu là chè gì em? Chè khoai mì. Chè khoai mì. Khoai mì hay khoai sắn ở dưới quê mình, quê miền Trung mình nha. Hay là các vùng khác. Đó. Wow, bây giờ mình ăn miếng này cuối cùng ha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Quá ngon luôn. Đó, xin mời cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha.
chè, khoai mì, lá dứa, đầu biếc và lá cẩm. Rồi, bấm ngược lại giúp anh nào, bấm ngược camera nào, ngược, đó cái vòng tròn đấy, vòng tròn. Đấy, mời cả nhà nha. Chè khoai mì, cùng ăn với mình nhé cả nhà ơi. Nhớ ủng hộ, subscribe và bấm chuông giúp mình nha. Chia sẻ đến mọi người giúp mình. Cảm ơn cả nhà. Tạm biệt. Wow. Tuyệt vời, nóng quá. Cảm ơn cả nhà.